Hello, hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh nha. Lâu quá không gặp, nhớ các bạn quá chừng luôn. Các thế lực thù địch, tụi nó báo cáo Facebook Lợi Minh tấn công khủng khiếp, cho nên bị giam liên tục. Hello, Hoàng Hà My. Anh đã được thả ra rồi Hà My. Mừng quá. Cho nên mình thấy cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp trên cái không gian mạng này, tụi nó mấy cái thế lực thù địch rồi cũng vậy, tụi nó rất là hèn. Nó chơi ông Lợi, nó đi báo cáo. Đúng là cái đám không ra gì hết. Nói chung thì để Lợi Minh khoe anh chị em các bạn mua mấy con cá ngon lắm các bạn. Cá này các bạn biết cá phong lao nha, cá này không có nhiễm chất độc Formosa. Không biết con mắm Nguyễn Ngọc Diêu Quỳnh nó có tiền để đi mua ăn không. Các bạn biết cá này hình như Việt Nam mình gọi là cá bông lau thì phải. Ngon ơi là ngon. Nhập qua đây các bạn biết là 2 đồng 79 xu một hao. Một hao là khoảng nửa ký. Khoảng nửa ký các bạn. Rất là ngon. Cá này kho. Kho ngon, thịt nó bùi mà nó ngọt, nó ngon. Ngon hơn cá Mỹ rất là nhiều. Và anh chị các bạn biết tại sao mà Mỹ nó cạnh tranh không có lợi cá Việt Nam. Cá Việt Nam mình nuôi ở sông đó. Mà mình nuôi rất là chuẩn. Thằng Mỹ nó rất là sợ, nếu mà mình bán mà giá thấp một cái là nó chết chắc liền. Cho nên các bạn thấy những cái mặt hàng thực phẩm Việt Nam mà nhập qua Mỹ đó rất là chuẩn mực. Mình đi sao nhưng mà mình đi rất là chuẩn. Các bạn biết đồ ăn đồ uống như tất cả những cái sản phẩm mà made in Việt Nam bây giờ các bạn biết nhập qua Mỹ rất là chuẩn, phải nói là rất là hãnh diện cái những cái mặt hàng của Việt Nam các bạn, chứ không phải như mặt hàng của Trung Quốc. Các bạn biết mặt hàng của Trung Quốc bây giờ cả thế giới ai cũng sợ nói tới mặt hàng của Trung Quốc. Các bạn thấy những cái mặt hàng thực phẩm của Việt Nam mình nhập qua Mỹ đó mà người ta ship hàng, các bạn thấy xoài, mà cái loại xoài gì mà nó rất là đặc biệt á, 40 đồng một pound mà người ta ship hàng, người ta trứng, người ta chờ để đặng người ta lấy người ta ăn. Các bạn thấy nhập qua họ làm rất là kỹ lưỡng, vô bao bì bọc rồi nó tiêu chuẩn với lắm, nó rất là chuẩn mực. Cá này nấu canh chua kho tộ hết nói luôn, rất là ngon nha các bạn. Cho nên những cái mặt hàng mà thực phẩm Việt Nam mình bây giờ các bạn biết trên thị trường quốc tế bây giờ rất là chuẩn. Cho nên mình hàng những cái mặt hàng của mình đi đến đâu bây giờ được được rất là nhiều người người ta ủng hộ, chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp mà nó lên mạng nó tuyên truyền láo phét đâu. Nó tuyên truyền lão phét, nó hoàn toàn đi ngược lại. Nhiều khi các bạn ở trong nước các bạn không có thấy những cái cuộc sống ở hải ngoại, những cái mặt hàng của Việt Nam mình nó nhập ra ở hải ngoại được ưa chuộng dữ lắm. Những cái sản phẩm về về nông nghiệp thực phẩm đồ người ta mà chầu chật đến người ta mua đồ ăn, tuy rằng nó đông lạnh rồi nhưng mà các bạn biết nó qua tới Mỹ, qua tới châu Âu rồi đó, ăn nó ngon hơn những cái mặt hàng của cái địa phương. Cá mà các bạn biết loại cá da trơn mà của Mỹ ăn dở lắm, nó tanh mà nó không ngon bằng, nó không ngon cái loại cá fish mà tôi hay đi câu á, lúc trước tôi hay đi câu về các bạn biết nó không bằng. Mà cá Việt Nam ăn phải nói là ngon. Tôi nói thằng nhóc tôi nó ăn mà nó khoái. Rất là ngon. Các bạn thấy nói về ô nhiễm đồ những cái hàng thực phẩm của mình nhập ra nước ngoài cũng vậy nữa, nó được đánh giá cao chất lượng chứ không phải là thấp đâu. Những cái thời gian mà giai đoạn đầu khi mình xuất khẩu đó, mình chưa có gành những cái luật lệ của nước ngoài cho nên mình chưa có nắm rõ, mình gặp những cái trở ngại về vấn đề cạnh tranh, mà cạnh tranh của cái tòa hàng mà của Trung Quốc, của Thái Lan nữa, và ngay cả mình gặp trở ngại về cái mặt hàng của địa phương
khi những cái thực phẩm của mình được đi vào nước Mỹ hay những cái quốc gia mà ở bên châu Âu anh chị các bạn, mình gặp trở ngại về vấn đề mà pháp lý thôi, tại vì mình chưa có gành những cái luật lệ của họ. Các bạn biết ngành cá ba sa của mình trong thời gian đầu mình cũng khốn đốn, mà cái đám chống cộng cực đoan thì nó sử dụng những cái sự xuyên tạc đó, nó lên nó nói là mình nuôi nuôi cá bẩn, mình sử dụng những cái đồ ăn bẩn không tiêu chuẩn đó. Nó gọi là ở Việt Nam nó nói mình nuôi cá ba sa là cho ăn bằng phân, nhưng mà thực sự ra nó không phải như vậy. Sau này cái tập đoàn mà các bạn biết mà bên bên tụi mà xuất nhập khẩu đó, nó mới điều tra ra cái đó là những cái tin tức giả mạo. Cái đúng mới ra là các bạn thấy đó, đúng mới ra là nó phải xin lỗi cái người nông nghiệp nông cái ngành xuất khẩu cá của mình, ba sa của mình trong thời gian đầu. Đúng mới ra là tụi nó có lỗi, tại vì nó ép mình mà nó sai. Nhưng mà Việt Nam mình cũng bỏ qua, các bạn biết mình nhìn về tương lai làm sao để rằng tạo cái đời sống của người nông dân ngày một ổn định hơn. Các bạn thấy ở Việt Nam bây giờ những người mà nuôi cá ba sa, cá da trơn đó, bây giờ họ làm ăn rất là chuẩn mực, họ rất là khá, chứ không phải như những cái thời gian đầu mình gặp những cái trở ngại về pháp lý, và mình gặp bị một số những thành phần nó chơi mình, nó chơi xổ lá mình, cho nên mình gặp cái trở ngại đó. Khi mà mình vượt ra rồi đó anh chị, các bạn thấy khi mình vượt ra rồi thì bây giờ cái ngành thực phẩm của Việt Nam mình qua, nếu mà tính ra xuất khẩu thì ở Việt Nam với cái giá đó, các bạn thấy đời sống của những người mà người ta làm nông nghiệp đó, anh chị các bạn thấy họ họ khá lên. Tôi thấy về Việt Nam những người làm nông bây giờ họ họ rất là chuẩn mực, họ làm việc càng lúc càng chuẩn, những cái thực phẩm đồ cũng vậy, chứ không phải nó giống như những cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp nó lên mạng nó tuyên truyền. Các bạn thấy nó lên đó chuyện nhỏ thì nó xé cho to, chuyện không có thì nó nói thành có, chuyện không nó nói thành có, rồi nó xuyên tạc khủng khiếp. Ngay cả những vấn đề mà nhiễm độc ở bên Mỹ, các bạn thấy như Lợi Minh post một cái link ở, nó gọi là Houston Ship, cái khu mà cái bờ cảng, cái con sông của bên tại tiểu bang Houston, các bạn biết nó ô nhiễm môi trường đứng bậc nhất thế giới đó. Cái con sông đó, và những đứa trẻ ở cái vùng khu vực đó nó bị nhiễm cái mercury, gọi là thạch thạch tính đó, các bạn biết nó bị nhiễm cái môi trường và cái nông nghiệp, cái công nghiệp của nó xả thải ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mấy cái đám như cái con Nguyễn Ngọc Diêu Quỳnh, cái con này nó rất là bá dơ, mà không biết sao cho nó đi qua Mỹ mà nó lại ở ngay cái tiểu bang mà bị ô nhiễm cái môi trường, phải nói là bậc nhất thế giới đó, chứ không phải là giỡn đâu. Các bạn thấy cái dòng sông đó hiện nay nó vô cùng nguy hại, mà ngay cả chính phủ nó cũng chưa biết phải làm sao, mặc dù người ta cũng biết rằng nó có kiểu sự tai hại. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn thấy đó mà dẹp cái khúc sông đó thì nó thiệt hại khoảng 1 tỷ đô về ngành công nghiệp, thành ra đằng nào cũng chết, thành ra nó cũng chưa biết đường nào nó binh, các bạn thấy không? Chứ không phải giống như một số những thành phần mà lợi dụng ở trong nước, cái trường hợp như Formosa rồi mấy cái tên mà linh cẩu rồi, các bạn thấy mấy cái tên mà cha đạo rồi lợi dụng cái tôn giáo để xuống đường rồi quậy phá khi nói về vấn đề ô nhiễm môi trường. Mấy cái tụi mà chống phá đất nước, nói chung là nó lợi dụng cái sự bình yên của đất nước, nó lợi dụng cái tính cách mà gọi là dân chủ tự do của đất nước mình, nó xuyên tạc. Nhưng mà khi nó thực chất tụi nó mà đi tới nước Mỹ, tôi nói nước Mỹ thôi đó, là nó té đáy trong quần. Các bạn biết nó té đáy trong quần về vấn đề luật pháp, về vấn đề mà cái môi trường và cái xã hội. Ở bên Mỹ nó đâu phải là đơn giản đâu anh chị các bạn. Khi các bạn nhìn thấy ở bên ngoài như tôi live stream, tôi mà quay một vòng các bạn thấy mà không mê nó chứ, nhưng mà phía sau đó là nó cả một cái vấn đề, nó là cả một cái sự gọi là nan đề của một cái xã hội, chứ đâu phải là
Nước Mỹ giống như là một cái thiên đàng đâu. Và cái tụi mà chống cộng cực đoan, cái đám mà ba sọc lờ nó rất là căm ghét mỗi khi mà Lợi Minh mà chia sẻ về cái tình hình nước Mỹ, về cái xã hội, về an ninh trật tự, về môi trường và cuộc sống đó, tụi nó rất là sợ. Nó không muốn những người dân trong nước nghe hay nhìn thấy những điều đó, để đặng mà tụi nó lên trên mạng nó có thể lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Các bạn thấy nó quyên góp rồi nó về Việt Nam, nó tuyên truyền những cái sự xảo trá của nó đấy. Thì Lợi Minh chia sẻ để anh chị các bạn thấy về vấn đề mà chung quanh ta. Sau một thời gian mình bị tụi nó báo cáo quá, và hôm nay mình trở lại thì mình sẽ cập nhật thông tin và sẽ chia sẻ truyền về quốc nội cũng như một số anh chị em các bạn, để mình hiểu rõ được hơn những cái mà xã hội trong cái thời kỳ 4.0 này. Thôi thì là mình xin chào anh chị em các bạn và hẹn gặp sau nha. Bye 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 bye.